Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị thân mến, nhiều người thì thường nghĩ rằng việc điều trị viêm dạ dày cấp tính thì rất là đơn giản. Nhưng thực tế thì nếu không chọn đúng phương pháp cũng như là không tìm hiểu kỹ thì không những bệnh không khỏi mà tiền mất tật mang. Vậy thì ngày hôm nay Sống khỏe cùng IDC Life sẽ cùng đồng hành với quý vị để tìm hiểu về chủ đề viêm dạ dày cấp nguy hiểm khôn lường. Chúng tôi đã mời đến đây một chuyên gia sẽ cùng tư vấn và thông tin thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được trân trọng giới thiệu dược sĩ Trần Duy Khanh. Đầu tiên ạ, xin được gửi lời chào đến với dược sĩ Trần Duy Khanh và xin được trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chương trình. Xin chào MC Công Nghĩa, xin chào quý vị khán giả. Rất là nhiều người bệnh khi mà họ tìm đến với bệnh viện, họ tìm đến với bác sĩ rồi thì tình trạng bệnh của họ dường như là đã nặng và họ đã ở cái tình trạng là đáng báo động rồi. Đó là tình trạng về viêm dạ dày cấp, đúng không ạ? Vậy thì có những cái dấu hiệu nào, dấu hiệu cơ bản nào để giúp cho người bệnh có thể nhận biết được viêm dạ dày cấp để họ có thể là điều trị bệnh được sớm hơn ạ, thưa dược sĩ? Cảm ơn câu hỏi của MC Công Nghĩa. Sau đây thì tôi sẽ đưa cho quý vị khán giả biết bốn cái triệu chứng của bệnh viêm dạ dày cấp. Đầu tiên đó là đau dữ dội này, hoặc là đau âm ỉ, nhưng mà nó đến với tính chất là đột ngột, không liên tục cũng như là không thường xuyên như thế, mà nó đột ngột đến và rất là nóng rát, rất là khó tiêu, cảm giác như là khó chịu và ăn uống rất là khó tiêu. Thứ hai đó là cảm giác buồn nôn và nôn. Chúng ta cảm giác như là muốn nôn ra ấy. Và khi mà nôn ra thì sẽ nôn ra dịch đặc, có kèm theo là dịch chua, và cái cảm giác có thể là sẽ nhẹ hơn sau khi nôn. Thứ ba đó là chúng ta cảm giác như là rất là khó tiêu, tức là ợ hơi này, ợ nóng. Thứ tư đó là chúng ta cảm giác như là bị sốt rất là cao, tầm 39-40 độ này, và hơi thở thì rất là hôi, và cảm giác như là cái lưỡi nó to ra. Đấy là bốn cái triệu chứng phải nhận biết được là đây là bệnh viêm dạ dày cấp. Thưa dược sĩ ạ, chúng ta thấy rằng là mỗi một căn bệnh khi mà chúng ta không điều trị kịp thời và cũng không được có những cái can thiệp kịp thời thì sẽ để lại những biến chứng, đúng không ạ? Với viêm dạ dày cấp, nếu không được điều trị kịp thời thì nó sẽ để lại những cái biến chứng như thế nào ạ? Với những bệnh nhân mà trong cái tình trạng là viêm dạ dày cấp tính thì tốt nhất là chúng ta nên tới các cơ sở y tế uy tín gần nhất để tiến hành thăm khám. Với những bệnh nhân mà đang trong giai đoạn cấp ấy, có thể có một số cái biến chứng như là xuất huyết tiêu hóa này, xuất huyết dạ dày này, nặng hơn thì có thể là thủng dạ dày, mà như MC cũng có biết đấy là axit dạ dày có cái tính axit rất là cao. Khi mà thủng dạ dày thì cái axit kia trong dịch vị này sẽ tràn ra các cơ quan nội tạng và gây tổn thương nghiêm trọng tới các cơ quan nội tạng, có thể dẫn đến tử vong. Thưa dược sĩ Trần Duy Khanh, tôi thấy rằng là rất là nhiều bệnh nhân hiện nay thì họ có cái tình trạng thế này ạ. Khi mà họ bị viêm dạ dày cấp chẳng hạn, hay là bất cứ những căn bệnh nào mà nó có những cơn đau thì họ lại tìm đến hiệu thuốc đầu tiên, chứ không phải là tìm đến bác sĩ và bệnh viện đầu tiên. Họ tự ý mua những cái thuốc giảm đau để mong muốn rằng sẽ khắc phục được tình trạng đau dạ dày cấp của mình. Vậy thì dược sĩ Trần Duy Khanh đánh giá như thế nào về cái hoạt động này, cái tình trạng này của rất là nhiều người bệnh ạ? Đúng là cái thực trạng mà như MC vừa chia sẻ ấy. Đó là khi mà bệnh nhân cảm giác như là khó chịu trong người, cảm giác liên quan đến các triệu chứng bệnh lý, thì thường bệnh nhân sẽ tự ra hiệu thuốc và kể cho nhân viên y tế ở nhà thuốc là tôi bị như thế này và tôi muốn mua thuốc như thế này. Tuy nhiên là cái sự thăm khám và tự chuẩn đoán như thế ấy, thì nó rất là không tốt. Đôi khi là chúng ta chưa biết được đấy có phải là đau dạ dày, viêm dạ dày cấp hay không. Đôi khi nó lại lẫn đến các bệnh khác mà chúng ta không điều trị kịp thời, không điều trị chính xác bệnh, thì đôi khi tiền mất tật mang. Chúng ta nên đến các cơ sở y tế để tiến hành thăm khám, để từ đó bác sĩ đưa ra những lời khuyên tốt nhất, đưa ra những cái đơn thuốc tốt nhất cho bệnh nhân để tiến hành điều trị. Đôi khi là các cái bệnh này
nó có thể đến từ những cái nguyên nhân không, ví dụ như là bệnh nhân dùng chất kích thích này, hoặc là bia rượu, hoặc là các đồ ăn cay nóng ấy. Thì chúng ta chỉ cần là dừng các nguyên nhân như này lại thì có thể là bệnh nhân đã giảm được phần nào rồi. Hoặc là bệnh nhân đang dùng những thuốc ví dụ như là các thuốc chống viêm NSAID này, các thuốc chống viêm corticoid là những thuốc mà gây kích ứng lên dạ dày, thì đôi khi bệnh nhân không biết lại mua giảm đau lại có các thành phần là có NSAID hoặc là corticoid như thế, thì đôi khi lại làm cho bệnh nhân cái tình trạng viêm dạ dày lại càng nặng thêm. Vì vậy, với những tình trạng mà đang trong giai đoạn cấp, tốt nhất là nên đến các cơ sở y tế. Thưa dược sĩ ạ, không biết hiện nay thì việc điều trị căn bệnh viêm dạ dày cấp sẽ được các bác sĩ chẩn đoán như thế nào và có những cái phương pháp nào để điều trị bệnh được tốt ạ? Với những mà bệnh nhân mà tiến hành thăm khám với bác sĩ ấy, thì sẽ có những cái chẩn đoán là dựa trên dấu hiệu lâm sàng. Dấu hiệu lâm sàng là gì? Là những cơn đau đột ngột này, đau nóng rát vùng thượng vị này. Thứ hai là qua các cái xét nghiệm như là các chụp X quang thì trên niêm mạc nó sẽ là trên niêm mạc ấy thì nó sẽ chưa thấy những cái vết loét hoặc hình loét, mà nó chỉ là thấy niêm mạc khô. Hoặc là qua siêu âm này, qua các xét nghiệm, rồi qua nội soi. Nội soi là cái phương pháp mà đặc hiệu nhất để tiến hành là phân biệt được là đây có phải là viêm dạ dày hay không, có HP hay không. Qua nội soi ấy, thì người ta sẽ tiến hành là sinh thiết để qua cái sinh thiết như thế ấy, sẽ là xem được là đây có phải là bệnh dạ dày không này, do vi khuẩn HP hay không. Rồi nếu mà trong bệnh nhân đang trong cơn cấp mà có các rỉ máu hoặc là có xuất huyết dạ dày ấy, thì qua cái nội soi sẽ tiến hành là bịt các cái vết rỉ máu lại. Tôi phải kể đến với dược sĩ Trần Duy Khanh một cái đối tượng cũng rất là dễ mắc căn bệnh viêm dạ dày cấp, đúng không ạ? Đó là một cái đối tượng dân văn phòng. Công nghệ thấy rằng là rất là nhiều đối tượng là dân văn phòng họ chia sẻ rằng là họ có cái tỷ lệ mắc cũng như là có rất là nhiều những cái triệu chứng của viêm dạ dày cấp như là dược sĩ vừa chia sẻ ở đầu chương trình. Vậy thì cụ thể đối tượng là dân văn phòng họ phải chú ý những vấn đề gì? Dược sĩ thì có những cái lời khuyên như thế nào để giúp cho họ tránh cái tình trạng là gặp phải căn bệnh viêm dạ dày cấp ạ? Một trong những cái đối tượng mà rất hay gặp là trong các bệnh lý về dạ dày, đó là trong cái nhịp sống hiện đại ngày nay ấy, thì chúng ta ăn gấp hơn, làm việc gấp hơn và chúng ta lại không theo một cái chế độ sinh hoạt khoa học. Thường cái sự phát triển của công nghệ này, thì chúng ta có nhiều deadline hơn, làm việc căng thẳng hơn, rồi chúng ta vừa làm việc vừa ăn thì cái nhiệm vụ của dạ dày ấy, nó sẽ hoạt động nó không được tập trung, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa của dạ dày. Rồi chúng ta làm việc nó không khoa học, chúng ta ăn uống nó cũng không khoa học. Ví dụ chúng ta lại có thể là bỏ bữa này, buổi sáng đến muộn bỏ bữa, buổi trưa làm quá một tí có thích lại bỏ bữa, hoặc là ăn muộn, hoặc là buổi tối chúng ta lại làm khuya quá, thì ăn uống nó không khoa học. Chính những cái thói quen sinh hoạt không khoa học như thế ấy, thì lâu dần nó sẽ gây ra các bệnh lý về dạ dày, mà một trong những đó là bệnh lý về viêm dạ dày cấp. Thưa quý vị khán giả và thưa dược sĩ Trần Duy Khanh, có thể thấy rằng là liên quan đến sức khỏe về dạ dày thì có rất nhiều những khán giả mắc phải căn bệnh này cũng như là họ có những cái thắc mắc, có những cái băn khoăn đã gửi thư đến với Sống Khỏe cùng Adisilai. Ngay bây giờ thì Công Nghĩa mong muốn là dược sĩ Trần Duy Khanh sẽ giải đáp những thắc mắc đó từ phía quý vị khán giả. Một bức thư đầu tiên có gửi gắm đến dược sĩ Trần Duy Khanh có chia sẻ thế này. Thưa dược sĩ, là năm nay em 21 tuổi, có một lần sau khi ngủ dậy thì em đau quặn bụng nhưng một lát là khỏi thôi. Sau đó thì bụng đầy hơi và đau âm ỉ. Em thì có đi khám bác sĩ siêu âm ổ bụng và bảo là em bị viêm dạ dày cấp tính. Bình thường thì em đứng ngồi đều đau. Nhưng sau khi uống thuốc được 2 tuần thì lúc này em ngồi hoặc là nằm không đau nữa, thỉnh thoảng thì mới đau thôi. Nhưng cứ đứng dậy là bụng lại trướng lên, phình to ra, sau đó thì bắt đầu đau. Trước đó thì em có ỏng bụng và khó đi ngoài, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Hiện tại thì em thấy đau mỏi lưng và khó thở. Không biết là tình trạng của em mắc căn bệnh gì, mong được dược sĩ có thể đưa ra lời khuyên. Với cái trường hợp mà bạn vừa gửi thư đến ấy,
thì tôi khuyên là bạn không nên quá lo lắng, bởi vì bạn đang trong cái giai đoạn phát triển. Với những trường hợp mà đang điều trị như thế, với bất cứ những cái triệu chứng như thế nào, tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để từ đó bác sĩ có những cái lời khuyên cũng như là cái thăm khám để biết được là đây đang giai đoạn phát triển có bệnh tốt hơn hoặc là có những cái biến chứng khác, thì từ đó mới có những cái lời khuyên tốt nhất cho bạn. Còn bạn đang trong cái giai đoạn phát triển như này này thì tốt nhất là bạn nên cứ thoải mái, cân bằng giữa học tập, vui chơi và cũng như là các hoạt động thể dục thể thao này, rồi ăn uống đủ chất. Đôi khi là chính cái sự thoải mái trong cái sinh hoạt này, ăn uống này thì nó sẽ làm cho bệnh thuyên giảm đi phần nào. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh với lá thư vừa rồi của vị khán giả. Công Nghĩa thì cũng có ngay trên tay đây rồi, một bức thư nữa của một vị khán giả có hỏi dược sĩ Trần Duy Khanh thế này. Thưa dược sĩ, là để chẩn đoán bệnh đau dạ dày thì cần những xét nghiệm gì? Có nhất thiết là em phải nội soi hay không? Vì em rất là sợ nội soi. Trước khi đi khám thì có cần nhịn ăn hoặc là kiêng uống gì không? Em đang định là đi khám nên muốn hỏi thủ tục để cho đỡ mất công. Em thì đang sinh sống tại Hà Nội thì nên khám ở viện nào sẽ có chất lượng ạ? Xin được cảm ơn dược sĩ. Vâng ạ, xin được mời dược sĩ Trần Duy Khanh có thể giải đáp câu hỏi này. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Với những bệnh nhân mà muốn đi khám xem là mình có bị đau dạ dày hay không thì nó sẽ có một số xét nghiệm như sau. Thứ nhất là qua X-quang này, thì sẽ là biết được là chẩn đoán được là đây có phải là bệnh đau dạ dày hay không, để chẩn đoán phân biệt với những bệnh khác. Ví dụ như là trên X-quang nó sẽ nhìn được là có phải là viêm ruột mãn không này, hoặc là tóc ruột hay không. Thứ hai đó là siêu âm. Siêu âm thì nó sẽ chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý về đường mật. Thứ ba đó là nội soi. Nội soi đây là cái phương pháp mà có giá trị đặc hiệu nhất, bởi vì qua nội soi, qua sinh tiết chúng ta sẽ là biết được là đây có phải là dạ dày hay không này, có phải là do HP như tôi có chia sẻ đấy, rồi tiến hành cấp cứu hoặc là sơ cứu trong những cái trường hợp mà chảy xuất huyết tiêu hóa này, rồi thủng dạ dày. Khi mà tiến hành nội soi ấy thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Chúng ta nên ăn các buổi tối, ví dụ như là ăn nhẹ thôi, lúc 6 giờ này, và không nên ăn khuya nữa. Tốt nhất là không ăn khuya nhé. Và không nên dùng các chất kích thích như là rượu bia, rồi cà phê, thuốc lá vào buổi tối. Sáng ngày hôm sau thì bạn nên đi sớm và nhịn ăn, có mặt lúc tầm khoảng 7 giờ ở phòng nội soi. Và hiện tại bây giờ thì nó đã có khoa học phát triển rồi, cũng không phải là quá lo lắng. Ta có phương pháp nội soi trực tiếp, cũng là phương pháp nội soi gây mê. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện cũng như là có lo lắng ấy, thì chúng ta cứ dùng phương pháp nội soi gây mê, thì bạn cứ chỉ cần yên tâm tỉnh dậy là đã có kết quả cho bạn rồi. Vâng, thưa quý vị, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ dược sĩ Trần Duy Khanh thì quý vị đã rõ hơn những kiến thức về căn bệnh là viêm dạ dày cấp, từ đó giúp cho chính bản thân quý vị cũng như là những thành viên trong gia đình thân yêu có thể phòng bệnh được tốt hơn. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị đã tham gia gửi thư đến chương trình và theo dõi chương trình của chúng tôi Sống Khỏe cùng Adisline. Xin được chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Quý vị cũng đừng quên, để có thể được tư vấn kỹ hơn, có thể liên lạc đến số điện thoại hotline 0823 800 102, hoặc có thể gửi thư đến địa chỉ hòm thư tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Sống Khỏe cùng Adisline xin chào quý vị khán giả. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.